Chào mọi người, mình là Thi đây. Chào mừng mọi người đã quay lại với gian bếp của mình. Hôm nay mình sẽ làm một món mà đã từng làm mưa làm gió ở Sài Gòn rất là nhiều luôn. Còn đây là mình đang pha nước sốt để làm bánh mì nướng muối ớt nè. Mình cho 2 muỗng sâm gian, 2 muỗng tương ớt, nửa muỗng ớt bột, 1 muỗng đường, 1 muỗng muối tây ninh loại ngon nha. Cho thêm nửa muỗng dầu ăn nữa là xong nè. Mình sử dụng 2 cái bánh mì và cán dẹp nó ra. Ở nhà mình còn một ít xúc xích loại này. Mọi người có thể dùng xúc xích loại này cũng được nha. Chiên sơ xúc xích qua dầu, sau đó mình quét cái sốt muối ớt này lên bánh mì đã cán dẹp nha. Cái sốt muối ớt mà quét lên bánh mì nó thơm lừng luôn á mọi người. Mình quét sốt 2 mặt luôn, nhưng mà mọi người có thể quét 1 mặt cũng được nha. Bây giờ thì mình cho topping lên nè. Mình xếp xúc xích đã cắt lát như thế này, thêm một ít mỡ hành lên cho thơm nữa. Và cuối cùng là trà bông nha. Theo mình được biết thì món này nguồn gốc từ An Giang á, sau đó thì làm điên đảo những người sành ăn ở Sài Gòn. Sau khi nướng bánh mì ở nồi chiên không dầu 2 phút thì bây giờ mình đã có 2 ổ bánh mì nướng muối ớt siêu ngon rồi nè. Nóng hổi và giòn rụm luôn nha. Thêm một xíu tương ớt và mayonnaise lên nữa. Lâu rồi mình mới được ăn lại món này á. Sài Gòn đang giãn cách như thế này mà thèm ăn vặt cái gì đó thì nên thử món này nha. Làm rất là nhanh và nguyên liệu thì dễ kiếm nữa. Topping thì mình có thể cho thêm pate, phô mai và tép khô nữa. Mời mọi người ăn chung với mình nha. Bữa trưa hôm nay của mình chỉ đơn giản như này thôi á. Bánh mì thì rất là giòn, sốt thì rất là thơm luôn. Cảm ơn mọi người đã xem hết video này của mình. Bye bye.